Đây là chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV cùng Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu. Và hôm nay là thứ Hai ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sau đây là những bản tin đáng chú ý trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Thế giới đối mặt với cơn sóng thần nợ. Theo phân tích của Bloomberg, thế giới đang phải đối mặt với cơn sóng thần nợ với việc lợi suất trái phiếu tăng đáng kể ở các nước phát triển, cùng với doanh số bán trái phiếu chính phủ có thể tăng thêm trong năm tới khi thâm hụt ngân sách tăng vọt trên khắp thế giới. Tại Mỹ, việc phát hành trái phiếu kho bạc dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 1,34 ngàn tỷ Mỹ Kim vào năm tới. Trong khi đó, thâm hụt của Mỹ vào năm 2026 được dự đoán sẽ tăng lên tới 2 ngàn tỷ Mỹ Kim. Điều tương tự cũng có thể xảy ra ở Liên minh châu Âu, nơi Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha dự kiến sẽ tăng doanh số bán trái phiếu lên hơn 1,2 ngàn tỷ Mỹ Kim vào năm tới. Ủy ban châu Âu cũng dự kiến sẽ phát hành khoảng 163 tỷ Mỹ Kim trái phiếu. Trong khi đó, nguồn cung trái phiếu chính phủ Anh dự kiến sẽ vào khoảng 327 tỷ Mỹ Kim, tăng 20% so với năm nay. Báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế ước tính nợ toàn cầu đến cuối năm nay sẽ lên tới 310 ngàn tỷ Mỹ Kim, tăng 25% trong 5 năm. Nợ chính phủ trong quý 3 có mức tăng lớn nhất, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận mức thâm hụt ngân sách ở mức cao hơn nhiều so với trước đại dịch COVID. Khoảng 65% số nợ tăng trong quý vừa qua tập trung ở các nền kinh tế phát triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Tất cả các thành viên của Liên minh NATO đều nhất trí là sẽ kết nạp Ukraine. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết, Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh quân sự này khi Kyiv đáp ứng được những yêu cầu cải cách và sau khi xung đột với Nga chấm dứt. Tất cả các thành viên của Liên minh đều nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Tại cuộc họp Ukraine và NATO, chúng tôi sẽ nhất trí các đề nghị về cải cách dành cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Kyiv trên con đường gia nhập vào Liên minh này, ông Stoltenberg cho biết. Tuy nhiên, Tổng thư ký Stoltenberg cũng nhấn mạnh, tất cả các thành viên của NATO đều có chung quan điểm rằng Liên minh chưa thể cấp quy chế thành viên hoàn toàn cho Ukraine khi mà nước này vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, kể cả là khi con đường gia nhập của Kyiv đã rút ngắn lại. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Mục tiêu này thậm chí đã được đưa ra vào trong hiến pháp của Ukraine. Giới lãnh đạo NATO cũng nhiều lần hứa hẹn là sẽ kết nạp Kyiv với điều kiện là Ukraine phải đáp ứng những yêu cầu về cải cách. Tuy nhiên, chính tham vọng của NATO mở rộng về sườn phía đông đến tiến sát đến biên giới với Nga khiến cho Nga tức giận. Nga đã nhiều lần nêu những điều kiện để nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, trong đó có việc Kyiv phải cam kết không gia nhập vào Liên minh NATO và duy trì vị thế trung lập. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này và nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không từ bỏ mục tiêu vào Liên minh NATO khi chưa có được những bảo đảm cam kết an ninh vững chắc từ phía Nga và các đồng minh. Israel hạ 5 chỉ huy cấp cao của Hamas, cảnh báo có thể dồn toàn lực tấn công sau lệnh ngừng bắn. Ahmed Al-Gador, thủ lĩnh lực lượng phía Bắc của Hamas cùng 4 chỉ huy cấp cao khác đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Israel thực hiện. Trong tuyên bố mới đưa ra, lữ đoàn Ezzedin Al-Qassam, cánh vũ trang Hamas, xác nhận Gador là thành viên hội đồng quân sự của nhóm, đồng thời nêu tên 4 thủ lãnh khác đã thiệt mạng, trong đó có Amin Siyam, người mà theo truyền thông Israel là chỉ huy các đơn vị tên lửa. Quân đội Israel cũng cho biết đã hạ 5 chỉ huy cấp cao Hamas. Họ xác định Gador là chỉ huy hàng đầu tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu vào năm 2017. Thông báo từ Hamas được đưa ra vào ngày thứ ba của đợt ngừng giao tranh kéo dài 4 ngày ở Gaza. Đến nay, theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas đã trao trả 50 con tin Israel theo 3 đợt, đổi lại 78 tù nhân Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Tel Aviv sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn với Hamas với điều kiện cứ mỗi ngày đình chiến, Hamas sẽ thả thêm 10 con tin. Tuy nhiên, khi kết thúc ngừng bắn, Israel sẽ dùng toàn lực để hiện thực hóa mục tiêu của mình là xóa sổ Hamas khỏi Gaza. Trong lĩnh vực y tế ở tại Anh Quốc, có đến 8.000 người tổn hại sức khỏe hoặc là tử vong vì hệ thống y tế quá tải. Báo cáo mới nhất của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc cho biết, ít nhất là 112 người đã chết và gần 808.000 người đã bị tổn hại đến sức khỏe vào năm ngoái do họ phải chờ đợi xe cấp cứu cũng như là bị chậm trễ trong phẫu thuật.
Các số liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh Quốc cho thấy số người tử vong do sự chậm trễ của đội ngũ cấp cứu đã tăng hơn 5 lần trong 3 năm qua, từ 21 ca vào năm 2019 lên đến là 112 ca vào năm ngoái. Tổng số người bị tổn hại ở một mức độ nào đó trong những trường hợp như vậy đã tăng từ 4.000 người vào năm 2019 lên đến gần 8.000 người vào năm ngoái, tương đương với 97%. Các bác sĩ của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc ước tính rằng có tới 500 người mỗi tuần có nguy cơ tử vong vì sự chậm trễ trong việc gọi xe cấp cứu hoặc là phải chờ đến lượt được điều trị. Một số chủ dịch vụ xe cấp cứu tính toán rằng chỉ riêng trong tháng 12 năm ngoái, khoảng 6.000 người đã bị tổn hại nghiêm trọng. Và Tổ chức Tim Mạch của Anh Quốc trước đó đã cảnh báo điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cứu sống bệnh nhân. Một báo cáo được tờ The Independent công bố trước đó cũng chỉ ra những điểm yếu của hệ thống y tế Anh Quốc trong việc tầm soát ung thư. Nhiều bệnh nhân phải chờ đợi lâu hơn mới được gặp các chuyên gia về sức khỏe để loại trừ hoặc là điều trị căn bệnh ung thư. 27 trường học ở Bỉ phải đóng cửa do đe dọa đánh bom. Cơ quan quản lý Wallonie-Bruxelles Examen cho biết 27 trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant tiếp tục đóng cửa theo đúng nguyên tắc phòng ngừa trong ngày 27 tháng 11 sau khi có cảnh báo đánh bom. Lực lượng cảnh sát thủ đô và vùng Brabant đang mở chiến dịch lục soát, kiểm tra tình hình và dự kiến sẽ có thêm thông tin trong ngày. Hồi đầu tháng Giêng, một số trường học trong và ngoài thủ đô Brussels cũng đã phải di tản sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về các mối đe dọa đánh bom. Các trường liên quan là Lycée-Émile Drachmann ở Rue Belliard, Collège des Etoiles ở Haran và Collège Roy Bourdon. Một vành đai an ninh ngay lập tức được thiết lập và cả ba trường học đều được di tản. Một cuộc truy quét tích cực đã diễn ra, vành đai an ninh đã được dỡ bỏ và học sinh được phép vào lại trường sau đó. Văn phòng công tố Brussels ngay lập tức vào cuộc điều tra đầy đủ để xác định thủ phạm đứng sau vụ việc này. Những kẻ đe dọa đánh bom giả có thể bị phạt nặng từ 3 tháng đến 2 năm tù và phạt tiền từ 440 đến 2.600 Mỹ Kim. Âu Châu thắt chặt biên giới. Các nước thành viên của khối Liên Âu hiện nay đang áp đặt trở lại biện pháp kiểm soát biên giới ở trong khu vực tự do đi lại Schengen do lượng người nhập cư bất hợp pháp đang gia tăng mạnh. Theo Reuters, nước Áo đã áp dụng kiểm soát biên giới với Cộng hòa Czech hồi tháng 10 và dự kiến sẽ kéo dài cho đến mùng 6 tháng 12. Kể từ tháng 11, nước này đã mở rộng kiểm soát biên giới với Slovenia và Hungary cho đến tháng 5 năm tới do sức ép lên hệ thống tiếp nhận người tị nạn cũng như những mối đe dọa buôn lậu vũ khí, mạng lưới tội phạm và nạn buôn người. Còn Đan Mạch đã bắt đầu thắt chặt kiểm soát người nhập cư, trong đó có người nhập cư từ các nước thuộc về khu vực Schengen từ tháng 8 và sẽ duy trì những biện pháp kiểm soát biên giới ở trên bộ và trên biển với nước Đức cho đến tháng 5 năm tới. Chính phủ của Đức hồi tháng 9 thông báo sẽ tăng cường kiểm soát biên giới ở trên bộ với Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thụy Sĩ cho đến ngày 4 tháng 12 để đối phó với tình trạng lượng người nhập cư gia tăng. Trong khi đó, nước Ý đã khôi phục lại hoạt động kiểm tra của cảnh sát ở tại biên giới đất liền nằm về phía đông bắc với Slovenia kể từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 12, thậm chí là sẽ đến năm sau. Na Uy là một quốc gia thuộc về khối Schengen nhưng không phải là thành viên của Liên Âu, đã khôi phục những biện pháp kiểm soát biên giới tại những cảng có kết nối phà đến khu vực Schengen từ ngày 12 tháng 11 cho đến tháng 5 của năm tới. Nước Pháp bắt đầu kiểm soát biên giới với các thành viên của khối Schengen từ tháng 11 và biện pháp này sẽ kéo dài cho đến tháng 4 năm sau. Slovakia thì thông báo sẽ duy trì kiểm soát biên giới với Hungary đến ngày 23 tháng 12 để nhằm hạn chế lượng người nhập cư bất hợp pháp. Còn Phần Lan vào ngày 24 tháng 11 đã tạm thời đóng cửa khẩu biên giới với Nga sau khi hơn 700 người nhập cư đến nước này trong vòng 2 tuần lễ. Xả súng nghiêm trọng ở Canada, 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng. Vụ xả súng xảy ra vào sáng 26 tháng 11 ở Winnipeg tại một khu nhà nhiều dãy phòng, hiện chưa có thêm thông tin nào về động cơ gây án. Constable Jason Mikoshin, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát Winnipeg cho biết trong một tuyên bố. Cảnh sát Winnipeg cho biết ngay khi nhận được tin báo, họ đã lập tức đến hiện trường và tìm thấy 5 nạn nhân có vết thương do bị bắn. 2 người đã chết tại chỗ, gồm một người đàn ông và một phụ nữ. Người thứ 3 đã tử vong tại bệnh viện. 2 nạn nhân còn sống, gồm một nam và một nữ, vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, nhưng tiên lượng xấu. Danh tính các nạn nhân chưa được tiết lộ và cảnh sát cho biết họ vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân sự vụ. Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan pháp y cũng đang vào cuộc và dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để phân tích.
Báo cáo thường niên năm 2022 của cơ quan cảnh sát Winnipeg công bố hồi tháng 5 năm nay cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực năm ngoái của thành phố đạt mức cao nhất kể từ năm 2009, với số vụ giết người kỷ lục là 53. New Zealand sẽ hủy bỏ luật cấm hút thuốc đầu tiên ở trên thế giới. Tân thủ tướng của New Zealand là ông Christopher Luxon xác nhận rằng chính phủ mới của ông sẽ hủy bỏ luật cấm hút thuốc mang tính tiên phong ở trên thế giới và đã ngay lập tức nhận về đến hàng loạt chỉ trích. Luật cấm hút thuốc hướng đến việc cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau năm 2008 ở tại New Zealand, được thông qua dưới thời của cựu thủ tướng Jacinda Ardern vào năm 2022 và vốn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm nay. Trong khi số người trưởng thành hút thuốc ở New Zealand đã tương đối thấp, chỉ ở mức là 8%. Chính phủ trước đó đã hình dung một tương lai nơi mà đất nước này hoàn toàn không có khói thuốc. Cùng với giới hạn độ tuổi ngày càng tăng, luật cũng sẽ cắt giảm số lượng nhà bán lẻ có thể bán những sản phẩm thuốc lá xuống dưới mức tối đa là 600 ở trên toàn quốc, giảm mạnh so với con số hiện nay là 6.000. Tuy nhiên, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 27 tháng 11, Thủ tướng Luxon xác nhận New Zealand sẽ hủy bỏ luật này trước khi luật có hiệu lực, viện dẫn lo ngại về sự phát triển của thị trường chợ đen. Ông Luxon thừa nhận tiền thuế có được từ việc buôn bán thuốc lá hiện nay cũng sẽ tạo ra nguồn thu đáng hoan nghênh cho chính phủ, nhưng nhấn mạnh rằng đó không phải là động lực để hủy bỏ luật cấm hút thuốc. Liên minh y tế mang tên Aotearoa, tên tiếng Maori của New Zealand, là một nhóm vận động cấm hút thuốc, cho biết là việc hủy bỏ luật này là một sự xúc phạm đối với đất nước và là một tổn thất to lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Quý vị vừa theo dõi những phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với các bản tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Mỹ siết chặt giám sát các quỹ tài sản Trung Đông vì quan hệ với Trung Quốc. Các quỹ tài sản ở Trung Đông đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ chính quyền của Tổng thống Biden trong bối cảnh Washington ngày càng cảnh giác với những khoản đầu tư liên quan đến Trung Quốc. Trong năm nay, Ủy ban đầu tư nước ngoài của Mỹ kiểm tra một số khoản đầu tư trị giá hàng tỷ Mỹ Kim vì lo ngại chúng có thể gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia. Những nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Mỹ đang xem lại gần chục thương vụ mua lại của các quỹ như cơ quan đầu tư Abu Dhabi, công ty đầu tư Mubadala và quỹ đầu tư công của Ả Rập Saudi. Một khu vực mà chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự nhạy cảm ngày càng lớn là các quốc gia vùng vịnh. Chúng tôi thấy Ủy ban đầu tư nước ngoài của Mỹ bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn. Stephanie Gosnell-Handler, đối tác của hãng luật đa quốc gia Gibson Dunn, trụ sở tại Washington cho biết, những người nắm được tình hình cho biết gần đây các giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng công nghệ, hạ tầng cơ sở và dữ liệu quan trọng đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể rơi vào tay Bắc Kinh. Mỹ đặc biệt chú ý đến Abu Dhabi, nơi những quyết định về an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và đầu tư quốc tế đều do một số ít thành viên của hoàng gia quyết định. Theo Bloomberg, kế hoạch của Mubadala về việc mua cổ phần của công ty quản lý đầu tư Mỹ Fortress là một trong những giao dịch đang bị giới chức soi mói. Vì thế, Mubadala định mời một nhà đầu tư Mỹ tham gia để có thể được Washington chấp thuận. Các giới chức vùng vịnh cho biết Mỹ vẫn là nơi thu hút đầu tư của các quỹ tài sản lớn nhất Trung Đông. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa những tổ chức này với Bắc Kinh khiến Washington lo ngại trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt giám sát các khoản đầu tư đến và đi từ Trung Quốc. Ông tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đến Do Thái trong ngày hôm nay và đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc Starlink của SpaceX ở dải Gaza, nơi đang diễn ra xung đột với Hamas. Theo lịch trình, thì ông Musk sẽ được Tổng thống Do Thái là ông Isaac Herzog đón tiếp vào buổi chiều. Văn phòng của ông Herzog cho biết sẽ có cuộc gặp gỡ và có sự tham gia của người thân của các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza và thảo luận về sự cần thiết về hành động để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng ở trên mạng. Sau đó, thì ông Musk sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu để trao đổi về những khía cạnh bảo mật của trí tuệ nhân tạo và tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến. Vào tháng trước, khi chiến tranh nổ ra sau vụ giết người và bắt cóc do Hamas thực hiện ở miền nam của Do Thái, ông Musk đã đề nghị sử dụng ứng dụng Starlink để hỗ trợ cho những liên kết liên lạc ở vùng Gaza bị mất điện với các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Truyền thông của Do Thái là Shlomo Kahi phản đối và nói rằng Hamas sẽ sử dụng nó, tức là sử dụng Starlink, cho các hoạt động khủng bố. Nhưng trong một chiến thuật mới, thì ông Kahi vừa cho biết
do Thái và ông Musk đã đạt được thỏa thuận về những nguyên tắc. Theo đó, các đơn vị vệ tinh Starlink có thể được vận hành ở Do Thái với sự chấp thuận của Bộ Truyền thông Do Thái, bao gồm có cả dải Gaza. Phát ngôn viên của Meta bị Nga truy nã. Ông Andy Stone, phát ngôn viên của hãng Meta, chủ sở hữu Facebook, bị Nga ra lệnh truy nã không rõ các cáo buộc từ Nga là gì. Ông Stone có tên trong danh sách bị truy nã của Bộ Nội vụ Nga, nhưng hồ sơ của ông không nêu thông tin chi tiết. Meta cũng đã bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và cực đoan từ tháng 10 năm 2022. Các sản phẩm của Meta là Facebook và Instagram đã bị chặn ở Nga vì từng cho phép người dùng tại một số quốc gia có phát ngôn kêu gọi bạo lực nhắm vào người Nga và binh sĩ Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine. Tại thời điểm đó, ông Stone đã bình luận bản tin của Reuters trên Twitter, sau này là X, và gọi đây là bài báo giật gân. Theo bài báo của Reuters, Ủy ban điều tra Nga tuyên bố mở hồ sơ vụ án hình sự liên quan đến việc các nhân viên của Meta trái phép kêu gọi sát hại và bạo lực đối với công dân Nga. Cơ quan này cho biết sẽ đưa ra đánh giá pháp lý về hành động của ông Stone và các nhân viên khác của đại công ty công nghệ Mỹ. Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg, sau đó nói rằng biện pháp này chỉ để tạo cơ hội cho người Ukraine xả giận với Nga. Ba sinh viên gốc Palestine bị bắn ở Vermont. Cảnh sát và đặc vụ liên bang đang truy tìm tay súng đã bắn ba sinh viên gốc Palestine bị thương ở tiểu bang Vermont do bị nghi là có sự thù hận. Theo cảnh sát Burlington, một người đàn ông da trắng đã dùng súng lục bắn 4 phát súng vào 3 sinh viên ở trên con đường gần Đại học Vermont vào tối 26 tháng 11 và sau đó bỏ trốn. Hai nạn nhân là công dân Mỹ, người thứ ba là thường trú nhân hợp pháp, đều ở độ tuổi 20. Hai trong số các nạn nhân có quàng khăn Khalif, là loại khăn quàng cổ sọc đen trắng truyền thống của người Trung Đông và nói tiếng Ả Rập vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cảnh sát cho biết hai nạn nhân bị thương ở phần thân trên và một người bị bắn vào chân. Họ đang được chăm sóc y tế. Hai người đã ổn định, còn người còn lại bị thương nặng. Sự việc xảy ra trong bối cảnh hành vi chống lại người Hồi giáo và Do Thái đang gia tăng trên toàn nước Mỹ kể từ khi chiến sự giữa Do Thái và Hamas bùng phát ở Trung Đông. Theo lúc này, không ai nhìn vào sự việc mà không nghi ngờ đó là một tội ác xuất phát từ động cơ thù hận. Cảnh sát trưởng của Burlington là John Murat tuyên bố. Gia đình của các nạn nhân ra tuyên bố chung kêu gọi giới chức điều tra vụ nổ súng theo hướng đây là tội ác do thù hận. Ủy ban chống phân biệt đối xử người Mỹ gốc Ả Rập, nhóm vận động có trụ sở tại Mỹ, cũng ra tuyên bố chung nói rằng sự gia tăng thái độ bài xích người Ả Rập và Palestine đang ở mức chưa từng có và sự việc mới nhất cho thấy là thái độ thù ghét đó đã trở thành bạo lực. Con trai của lãnh đạo tổ chức bảo vệ người vô gia cư bị buộc tội giết người vô gia cư. Con trai của người đứng đầu một tổ chức bảo vệ người vô gia cư tại Pennsylvania đã bị buộc tội giết một người đàn ông vô gia cư vì cho rằng nạn nhân đã cưỡng hiếp bạn gái của mình. Theo hồ sơ tòa án được The Montgomery Daily Voice thu thập, Thomas James Niarros, 15 tuổi, từ Stowe đã bắn vào mặt Jeremiah Wayland Hawkins, 39 tuổi, và la to rằng hắn là một tên hiếp dâm, đừng thương xót hắn. Ngày 13 tháng 7, cảnh sát đã bắt gặp thanh niên này đang lảng vảng gần nơi xảy ra vụ bắn chết, chỉ cách đồn cảnh sát vài bước chân. Niarros nói với cảnh sát rằng Hawkins đã cưỡng hiếp bạn gái của mình phía sau một thùng rác gần đó. Ngày hôm sau, Niarros quay lại nơi đó với khẩu súng bán tự động của cha mình và xảy ra xô xát với Hawkins, theo camera giám sát và đơn khởi tố. Trong cuộc tranh cãi, Niarros đã bắn 2 phát vào Hawkins khiến người đàn ông tử vong. Khám nghiệm tử thi xác định rằng Hawkins đã bị bắn vào một bên mặt ở cự ly gần và nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết là một vụ giết người. Theo tài liệu của tòa án, bạn gái của Niarros, 16 tuổi, nói với mẹ mình rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy, nhưng gia đình từ chối điều tra vụ việc. Cha của Niarros là giám đốc điều hành của Potsdam Peking of Hope, một tổ chức cung cấp hỗ trợ cho người vô gia cư. Nghi can giết người trẻ tuổi dường như cũng đang lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà cùng với một túi đầy quần áo. Theo tài liệu tòa án, Niarros đã bị buộc tội như một người trưởng thành với các tội danh giết người cấp độ 1, giết người cấp độ 3, sở hữu súng khi còn là trẻ vị thành niên, sở hữu công cụ phạm tội và các tội danh khác. Anh ta đang bị giữ không có tiền bảo lãnh tại trung tâm thanh thiếu niên quận Montgomery và phải đối mặt với tòa vào ngày 30 tháng 11. Thành phố New York cho tới 395.000 Mỹ Kim để xây nhà phụ ADU. Mới đây, cơ quan gia cư của New York cho công bố chương trình thử nghiệm Plus One ADU để nhằm tăng số lượng nhà cho thành phố vốn đang thiếu trầm trọng nhà ở. Cư dân của New York có thể lên mạng để nộp đơn xin trợ cấp. Những người có lợi tức cao sẽ không có hội đủ tiêu chuẩn.
Mức giới hạn lợi tức cho gia đình 4 người là 232.980 Mỹ Kim và ADU được xây bằng tiền trợ cấp sẽ bị hạn chế tiền cho thuê. Căn ADU một phòng ngủ không được phép cho thuê trên 2.600 Mỹ Kim một tháng. Chương trình Plus One ADU của New York tương tự chương trình cùng tên của tiểu bang New York mà tới nay đã trợ cấp hàng chục triệu Mỹ Kim cho cư dân trên khắp tiểu bang này xây ADU ngoài sân sau. Chương trình này nằm ở trong kế hoạch cải cách gia cư mới, quy mô lớn của thành phố New York. Theo kế hoạch, thành phố sẽ khuyến khích xây thêm 100.000 căn nhà bằng cách chuyển tòa nhà thương mại thành tòa nhà dân cư, xây thêm nhà gần hệ thống giao thông công cộng và giảm diện tích đất xây dành cho đậu xe. Thành phố New York đang thiếu nhà ở trầm trọng. Trong 10 năm qua, thành phố này tạo ra thêm 800.000 việc làm, nhưng chỉ xây thêm có 200.000 căn nhà. Theo thị trưởng Eric Adams cho biết, một nửa cư dân của New York phải mang gánh nặng thuê nhà, nghĩa là phải tốn hơn 30% lợi tức để trả tiền thuê nhà. Atlanta sắp cho an tử chó hoang vì quá đông tại các trại động vật. Nhiều con chó sống tại các trại nuôi thú hoang ở một quận hạt ngay phía nam thành phố Atlanta có thể bị cho an tử do số lượng quá đông nếu không được người nào nhận nuôi trước ngày 30 tháng 11. Một nhóm kiểm soát động vật ở Georgia cho biết, cơ quan kiểm soát động vật Clayton County, nơi thu giữ động vật đi lạc, cho biết 20 con chó có thể phải đối mặt với cái chết bằng biện pháp an tử do trại quá đông đúc. Trong một bản thông báo được đăng lên mạng xã hội mới đây, nhóm này cho biết những con chó không được ai nhận nuôi dưỡng trước 6 giờ chiều ngày 30 tháng 11 phải đối mặt với rủi ro tử vong. Bà Sarah Ortiz, một người ủng hộ thú vật ở Clayton County, cho biết một số động vật bị bắt trước kỳ nghỉ cuối tuần lễ tạ ơn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm này trong năm mà mọi người lại vứt bỏ con chó của họ. Bà Ortiz cho biết các nhóm cứu trợ động vật có thể nhận nuôi một số con chó, nhưng một số khác vẫn cần nhà để ở. Ngoài những con chó được liệt kê theo giống và tên, cơ quan kiểm soát động vật Clayton công bố danh sách nhân viên trên trang Facebook để những người muốn nhận nuôi có thể liên lạc. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Em trai của Thủ tướng Singapore bị tòa án buộc bồi thường cho hai bộ trưởng. Một tòa án ở Singapore đã ra lệnh cho ông Lý Hiển Dương là em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phải bồi thường thiệt hại cho hai bộ trưởng nước này vì một bài đăng mang tính phỉ báng ở trên Facebook. Thẩm phán của tòa án tối cao Singapore là Ngô Diệc Hàm ngày hôm nay cho hay ông đã đưa ra phán quyết mà không có sự hiện diện của ông Lý Hiển Dương sau khi ông Dương không có phản hồi các cáo buộc. Số tiền ông Lý Hiển Dương phải trả cho hai bộ trưởng sẽ được xác định ở tại một phiên tòa khác. Thẩm phán Ngô cũng yêu cầu ông Lý Hiển Dương hạn chế phổ biến thêm các cáo buộc cho rằng hai bộ trưởng đã hành động mang tính tham nhũng. Trước đó, tờ Straits Times đưa tin hai giới chức Singapore gồm có Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Pháp luật là Shamugam và Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cho biết là họ sẽ kiện ông Lý Hiển Dương về tội phỉ báng nếu ông không xin lỗi vì đã đưa ra những cáo buộc sai trái. Ông Lý Hiển Dương đã cáo buộc chúng tôi có hành động tham nhũng và vụ lợi bằng cách cho phép cơ quan quản lý đất đai Singapore chặt cây trái phép để đổi lấy ưu đãi, cũng như là đồng ý để cơ quan này đưa tiền cải tạo hai căn nhà ở số 26 và 31 đường Redoubt. Những cáo buộc này là sai trái, ông Shamugam cho biết. Bộ trưởng Shamugam cho hay là họ đã yêu cầu ông Lý Hiển Dương rút lại cáo buộc và bồi thường thiệt hại. Số tiền này sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Nếu ông ấy không làm như vậy, chúng tôi sẽ kiện. Đó là lời của ông Shamugam cho biết. Tại châu Á, phần lớn người hiến tạng là phụ nữ và người nhận, chủ yếu là nam giới. Theo báo cáo dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Cấy ghép mô và nội tạng quốc gia ở New Delhi, Ấn Độ được công bố mới đây, từ năm 1995 đến năm 2021, 80% người hiến tạng nội tạng là phụ nữ, trong khi người nhận phần lớn là nam giới. Những phát hiện này đã làm nổi rõ sự bất bình đẳng đối với phụ nữ trong việc hiến và nhận nội tạng, đặc biệt ở châu Á. Các bác sĩ cho biết không có nghiên cứu nào nói rằng nam giới cần cấy ghép nội tạng hơn phụ nữ. Chúng ta cần phải biết rằng các bệnh dẫn đến nhu cầu cấy ghép ở cả nam giới và phụ nữ đều như nhau. Nếu có những nam giới được điều trị cấy ghép nhiều hơn phụ nữ thì đó chắc chắn là một vấn đề. Tiến sĩ Anil Kumar, Giám đốc Tổ chức Cấy ghép mô và nội tạng quốc gia Ấn Độ cho biết, các nhà nghiên cứu nói rằng lý do duy nhất được biện minh cho sự chênh lệch giới tính giữa người hiến tạng ở châu Á chính là văn hóa gia trưởng. Nam giới thường được coi là người trụ cột trong gia đình, do đó sức khỏe của họ là ưu tiên.
Sự chênh lệch thậm chí còn rõ rệt hơn ở các quốc gia như Bangladesh và Ấn Độ. Sanjay Juchi, bác sĩ tim mạch ở Ấn Độ cho biết, áp lực văn hóa ảnh hưởng đến hầu hết phụ nữ trên toàn cầu, bởi phụ nữ luôn cảm thấy phải chịu áp lực, thiệt thòi, vì nam giới thường là nguồn thu nhập chính của gia đình. Trung Quốc mở phiên điều trần bồi thường cho nạn nhân của chuyến bay MH370. Tòa án của quận Triều Dương ở Bắc Kinh, ngày hôm nay đã bắt đầu mở phiên điều trần để bồi thường cho nạn nhân của các gia đình ở trên chuyến bay mất tích MH370. Phiên điều trần sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 12. Giang Huy, có mẹ là hành khách ở trên chuyến bay này, cho biết là gia đình khá là hài lòng khi thấy diễn biến của vụ việc và hy vọng là sẽ có phán quyết tạm thời hoặc là phán quyết cuối cùng có lợi. Hãng tin AFP ghi nhận là gia đình của các nạn nhân cũng như là giới truyền thông đã tập trung bên ngoài tòa án vào sáng hôm nay. Họ đã công bố một bức thư ngỏ gửi đến Thủ tướng của Mã Lai là Anwar Ibrahim, kêu gọi một cuộc tìm kiếm mới đối với chiếc bay bị mất tích. Vụ mất tích chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Mã Lai là một trong những bí ẩn lớn nhất ở trong lịch sử của ngành hàng không thế giới. Chiếc máy bay chở 239 hành khách, trong đó có 154 người Trung Quốc, đã biến mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hoạt động tìm kiếm tung tích của chiếc máy bay này do Úc dẫn đầu cũng là hoạt động tìm kiếm lớn nhất của lịch sử ngành hàng không, đã kết thúc vào tháng Giêng năm 2017 mà không có một dấu vết nào của chiếc máy bay được tìm thấy ở trong khu vực tìm kiếm rộng đến 120.000 cây số vuông ở vùng biển Ấn Độ Dương. 4 sinh viên tử vong, hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp tại trường đại học ở Ấn Độ. Thảm họa xảy ra tại Đại học Khoa học và Công nghệ Cochin ở tiểu bang Kerala, phía tây nam Ấn Độ, nơi các sinh viên đang xem một sự kiện âm nhạc ngoài trời thì bị mưa lớn làm gián đoạn, khiến khán giả phải chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn dẫn đến giẫm đạp. Theo hãng tin PTI, một cảnh sát địa phương cho biết, đám đông bên ngoài khán phòng đã vội vã tìm nơi trú ẩn trước trận mưa như trút nước. Một số người trượt chân trên cầu thang rồi sau đó bị giẫm đạp và thảm họa xảy ra. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Vinajoy cho biết trong một tuyên bố rằng 4 người đã thiệt mạng tại Bệnh viện Đại học Y Kalamaseri, trong khi 4 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, đồng thời có hơn 60 người bị thương vào tối 25 tháng 11 trong vụ giẫm đạp đó. Trong một tuyên bố trên X, thống đốc tiểu bang Kerala Arif Mohammed Khan cho biết ông vô cùng sốc và đau buồn khi biết về cái chết đau đớn của 4 sinh viên, đồng thời xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình của những nạn nhân xấu số và những lời cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng bình phục. Bắc Hàn cho khôi phục hàng loạt chốt cảnh sát Nam Hàn. Bắc Hàn đã điều binh sĩ và vũ khí đến khu phi quân sự để khôi phục các chốt kiểm soát đã bị phá hủy sau thỏa thuận với Nam Hàn. Giới chức quốc phòng của Nam Hàn ngày hôm nay nói rằng quân đội nước này đã phát hiện đến hàng loạt binh sĩ Bắc Hàn xuất hiện ở nhiều địa điểm dọc khu phi quân sự. Văn phòng Tổng thống Nam Hàn sau đó đã thông báo nước này sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng và giám sát mọi động thái của Bắc Hàn ở khu vực biên giới này. Thỏa thuận quân sự của Bắc Hàn và Nam Hàn được ký hồi tháng 9 năm 2018 giữa lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn lúc đó là ông Moon Jae-in. Theo đó, một vùng đệm ở trên bộ và trên biển được thiết lập, nơi hoạt động diễn tập pháo binh, hải quân bị đình chỉ. Mỗi bên cũng phá hủy 10 trong tổng số 11 chốt cảnh giới ở tại khu phi quân sự, chỉ giữ lại một địa điểm có giá trị lịch sử hoặc là ý nghĩa khác. Bộ Quốc phòng Bắc Hàn tuần trước tuyên bố chấm dứt thỏa thuận, cảnh báo rằng sẽ đưa vũ khí mới và lực lượng mạnh hơn tới vùng biên giới, nói rằng chúng tôi sẽ đình chỉ mọi biện pháp từng được áp dụng để giảm căng thẳng và nguy cơ xung đột quân sự. Thông báo được đưa ra sau khi Hán Thành đình chỉ một phần thỏa thuận và tuyên bố tăng cường biện pháp trinh sát dọc biên giới với Bắc Hàn và Nam Hàn để đáp trả Bình Nhưỡng là đã phóng hệ vệ tinh dò thám. Bộ Quốc phòng của Bắc Hàn chỉ trích hành động này, nói rằng Nam Hàn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như bùng phát xung đột không thể cứu vãn. Trung Quốc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 5 nước châu Âu và Malaysia. Trung Quốc sẽ tạm thời miễn thị thực cho công dân của Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch sau đại dịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết từ đầu tháng 12 năm 2023 đến hết tháng 11 năm 2024, công dân của 6 quốc gia nêu trên khi đi vào Trung Quốc để kinh doanh, du lịch, thăm người thân và bạn bè hoặc quá cảnh không quá 15 ngày sẽ không cần thị thực. Trung Quốc đã có nhiều động thái trong thời gian gần đây, bao gồm khôi phục các chuyến bay quốc tế để hồi sinh ngành du lịch sau 3 năm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn đại dịch COVID. Chính quyền Bắc Kinh cũng đang tìm cách xây dựng lại hình ảnh của nước này trên thế giới sau những va chạm với nhiều nước phương Tây về nhiều vấn đề khác nhau, kể cả COVID, nhân quyền, Đài Loan và thương mại. Đại sứ Đức tại Trung Quốc Patricia Flor nói rằng quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi ở mức độ chưa từng có cho nhiều công dân Đức đi đến Trung Quốc,
đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách này với tất cả các quốc gia thành viên liên minh. Trong tháng này, Trung Quốc đã bổ sung công dân Na Uy vào chính sách miễn thị thực khi quá cảnh, tăng số nước được hưởng chính sách lên thành 54 nước. Từ Thái Lan, thưa quý vị, chú rể đã bắn chết cô dâu và ba người khác trước khi tự sát ngay ở trong tiệc cưới. Tiệc cưới của vận động viên khuyết tật từng giành được huy chương bạc Paralympic của Thái Lan mới đây đã trở thành một thảm kịch khi chú rể bắn chết 4 người, trong đó có vợ, gia đình của nhà vợ và rồi tự sát. Theo tờ Bangkok Post, sự việc xảy ra ở tại một ngôi làng ở huyện Wang Nam Kiều thuộc về tỉnh Nakhon Ratchasima, nằm về phía đông bắc của Thái Lan. Người đàn ông được xác định là Chaturong Suksuk, 29 tuổi. Anh từng đại diện cho Thái Lan ở môn bơi lội và bắn súng tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Theo truyền thông địa phương, chú rể và cô dâu đã tranh cãi ở trong tiệc cưới. Sau đó, Chaturong đã bỏ đi một lúc rồi quay lại với khẩu súng lục 9 ly. Anh ta đã nổ súng bắn cô dâu Kanchana, mẹ và em gái của cô dâu, khiến cho cả ba đều thiệt mạng. Và rồi anh ta tự sát bằng chính khẩu súng này. Ngoài ra, đạn lạc còn trúng hai vị khách ở trong đám cưới. Hai người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện của huyện, nhưng một người đã tử vong. Cảnh sát đang điều tra về động cơ của vụ giết người. Các nhân chứng cho biết cuộc tranh cãi của họ xuất phát từ sự bất an của chú rể. Chú rể Chaturong Suksuk sợ vợ mình sẽ bỏ đi theo người đàn ông khác vì tình trạng khuyết tật của anh. Chaturong là cựu kiểm lâm viên bị mất chân phải trong một vụ tai nạn khi đang làm nhiệm vụ. Cô gái Pakistan bị dân làng giết vì lộ ảnh trên mạng xã hội. Cảnh sát quận Kuala Palace, thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, hôm nay cho biết cô gái 18 tuổi bị giết sau khi hội đồng trưởng lão, được gọi là Jirga, ra lệnh giết cô và một người bạn vì cả hai xuất hiện trong bức ảnh được đăng lên mạng xã hội. Một số người đã đăng những bức ảnh hai cô gái. Masood Khan, cảnh sát quận Kuala Palace cho hay, dân làng bắn chết một cô gái, người còn lại được cảnh sát giải cứu. Theo ông Khan, việc đăng công khai ảnh của phụ nữ được coi là điều cấm kỵ trong khu vực. Theo các nhóm dân quyền, mỗi năm hàng trăm phụ nữ Hồi giáo ở Pakistan trở thành nạn nhân của giết người vì danh dự, thường do người thân hành động để bảo vệ danh dự gia đình. Sự việc này xảy ra ở các vùng nông thôn, lạc hậu và bảo thủ. Người đứng đầu tỉnh miền núi Tây Bắc Pakistan Syed Ashad Hussain Shah cho biết ông đã lệnh cho cảnh sát bắt những người chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang điều tra, ông Khan nói. Những người thân là nam giới của cô gái được cho là liên quan đến vụ giết người. Người phụ nữ thứ nhì đã được đưa về gia đình sau khi thẩm phán xác định cô sẽ được an toàn. Năm ngoái, một tòa phúc thẩm Pakistan đã tuyên trắng án cho anh trai của ngôi sao mạng xã hội Khwandil Balog, người bị giết năm 2016 vì lý do làm xấu mặt gia đình. Vụ sát hại Balog gây phẫn nộ trên toàn quốc và đưa đến những thay đổi trong luật liên quan đến giết người vì danh dự. Và vừa rồi là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình. Trở lại với chương trình tin tức, thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Việt Nam dự kiến tăng thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia. Quốc hội của Việt Nam dự kiến sẽ thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với những tập đoàn đa quốc gia đầu tư ở tại Việt Nam. Mức thuế 15% sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng Giêng năm tới. Theo đó, ban đầu Việt Nam có kế hoạch kết hợp thông qua mức thuế vừa nêu với những biện pháp để nhằm hỗ trợ cho những nhà đầu tư lớn bị tác động. Tuy vậy, một nghị quyết riêng như thế thì không có ở trong nghị trình của kỳ họp đang diễn ra Hà Nội. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế phản đối kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư đi ngược lại với tinh thần thỏa ước toàn cầu trong lĩnh vực thuế. Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu cho phép các quốc gia đánh thuế lợi nhuận từ hàng hóa, dịch vụ của các tập đoàn đa quốc gia với doanh thu là hơn 20 tỷ Mỹ Kim một năm và có tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng quan thu từ khoảng 10% trở lên. Với quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, một tập đoàn hoặc là công ty đa quốc gia sẽ bị đánh thuế là 15% đối với những khoản lợi nhuận tạo ra ở tại các nước. Việt Nam định về mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức là 20%. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam có thể chỉ ra là 5% và thời gian ân hạn được kéo dài cho trường hợp đặc biệt. Thống kê cho thấy, với mức thuế mới, chi phí thuế của 122 công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam sẽ tăng đáng kể. Phía nhà nước Việt Nam sẽ thu thêm hơn 601 triệu Mỹ Kim tiền thuế mỗi năm. Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 6 của Việt Nam.
Tối 27 tháng 11, ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gặp báo chí cùng thông báo quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Quyết định nâng cấp diễn ra vào dịp Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao, đưa Nhật Bản trở thành nước thứ 6 mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, hai bên sẽ cùng xúc tiến hợp tác trong 4 lĩnh vực gồm kinh tế, chuỗi cung ứng, nguồn nhân lực và trên các diễn đàn khu vực quốc tế. Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng xác nhận về quyết định nâng cấp quan hệ và nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Hai bên cũng thống nhất những phương hướng lớn, chủ đạo của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới. Theo đó, về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm với nhiều hình thức linh hoạt. Về hợp tác kinh tế và lĩnh vực mới, hai bên tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế, mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản, thực hiện giảm phát thải ròng carbon bằng con số 0 vào năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Mới đây, trong buổi tiệc chiêu đãi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc là Vương Văn Đào và đoàn đại biểu của bộ này sang thăm Việt Nam và làm việc ở tại Việt Nam, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Phạm Minh Chính đã khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc và coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của mình. Đáp lại, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường quan hệ thương mại song phương với Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực chiến lược như là nền kinh tế kỹ thuật số, phát triển xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2004. Thương mại song phương trong 10 tháng đầu của năm nay của hai nước đã đạt được gần 140 tỷ Mỹ Kim. Tại cuộc gặp, ông Chính đề nghị hai bên khôi phục chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập cảng nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Còn về phía Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Vương cam kết là sẽ tăng cường quan hệ thương mại song phương với Việt Nam và đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc ở tại Việt Nam. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng với những quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, là quốc gia vừa nâng cấp mối quan hệ với Hòa Thịnh Đốn lên đến mức đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua. Việc nâng cấp này đã đưa Hoa Kỳ, vốn là cựu thù của Hà Nội, lên ngang hàng với Bắc Kinh và Nga. Cựu giám đốc Bệnh viện Thu Đức dùng hơn 4 triệu Mỹ Kim tham ô để chạy án. Ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, một trong các doanh nghiệp sân sau của Quân, sẽ bị Tòa án Nhân dân Sài Gòn đưa ra xét xử ngày 29 tháng 11 về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, hai bị cáo này và bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân, còn bị truy tố về tội rửa tiền. Các bị cáo là đồng phạm của ông Quân bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 1 tháng 12. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh. Trong đó có 28 gói đã phê chuẩn kết quả với tổng giá trị hơn 14 triệu Mỹ Kim. Ông Nguyễn Minh Quân chỉ đạo giám đốc Lợi thành lập 4 công ty sân sau, thuê và nhờ người thân đứng tên để tham gia thâu tóm các gói thầu. Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn 30-50% giá thị trường. Số tiền này Quân chỉ đạo Lợi rút hoặc chuyển vào tài khoản của mình và vợ, hoặc tài khoản của các công ty để vợ chồng Quân mua nhà đất, xe sang. Khi sai phạm bị phát hiện, vợ chồng Quân đã bán một khu đất với giá hơn 782.000 Mỹ Kim để lấy tiền chạy án, song bất thành. Nhà chức trách đánh giá, trong quá trình điều tra, ông Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi đùn đẩy cho cấp dưới, nên cần xử phạt nghiêm để răn đe. Ngoài vụ án này, ông Quân còn bị cáo buộc về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan đến mua kit xét nghiệm COVID của Việt Á, gây thiệt hại hơn 411.000 Mỹ Kim. Xe hơi nhập cảng vào Sài Gòn tăng đến hơn 51%. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Hải quan của Bộ Tài chính, trong tháng 10 năm nay, số lượng xe hơi nguyên chiếc nhập cảng về Việt Nam đã bất ngờ tăng đến gần 30% so với tháng trước, tương ứng là tăng gần 2.200 chiếc. Trong tháng 10 năm nay, xe hơi nguyên chiếc các loại được ghi danh làm thủ tục hải quan nhập cảng vào Việt Nam, chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính.
Theo đó, nhập cảng từ Thái Lan với hơn 4.500 chiếc, từ Indonesia với hơn 3.100 chiếc, từ Trung Quốc là 796 chiếc và từ Nhật Bản là 522 chiếc. Đại diện cơ quan hải quan cho hay, số xe nhập cảng từ ba thị trường này đạt được 9.089 chiếc xe, chiếm 95% tổng lượng xe nhập cảng vào Việt Nam. Trong đó, số xe được ghi danh tờ khai nhập cảng chủ yếu là ở khu vực cửa khẩu, cảng Sài Gòn, với hơn 4.300 chiếc, tăng hơn 51% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng tới 53% trong tổng số xe loại này nhập cảng về Việt Nam. Xếp thứ hai là nhập cảng qua khu vực thành phố Hải Phòng, với trên 3.500 chiếc, tăng hơn 19% và chiếm tỷ lệ là 43%. Quốc hội Việt Nam chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Quốc hội Việt Nam thông qua luật căn cước để thay thế cho luật căn cước công dân, đồng thời thẻ căn cước công dân sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Không chỉ tên gọi, một số thông tin thể hiện trên mặt thẻ căn cước cũng được đổi mới so với thẻ căn cước công dân. Trong đó dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú. Ngoài ra, thẻ căn cước sẽ không còn thể hiện dấu vân tay, ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Chữ ký của người cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an thành nơi cấp là Bộ Công an. Quá trình thảo luận về dự án luật căn cước, một số đại biểu cho rằng thời gian qua đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước. Vì vậy, đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Theo giới chuyên gia cho biết, thành phố Sài Gòn nên phát triển theo hướng Tây Bắc, tức là hướng Củ Chi. Vì nền đất cao, nếu phát triển nhà ở khu vực phía Nam, tức là quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ, thì là vùng đất thấp, không phù hợp cho việc xây dựng đô thị và tăng mật độ dân số tại khu vực này. Tại hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về báo cáo kỳ 2 điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Sài Gòn cho đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, bản dự thảo quy hoạch chọn hướng phát triển chủ đạo về phía đông và phía nam của thành phố là chưa hợp lý. Dân số Sài Gòn sẽ tăng lên hơn 20 triệu người, khiến cho nhu cầu về nhà ở càng lớn. Nếu phát triển nhà ở khu vực phía Nam, tức là quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ, thì đây là vùng đất thấp, lại thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nước biển dâng và biến đổi khí hậu, nên không phù hợp cho việc xây dựng đô thị và tăng mật độ dân số tại khu vực này. Vì vậy, nên chọn hướng phát triển chủ đạo về hướng Tây Bắc, tức là khu vực Hóc Môn và Củ Chi, vì khu vực này có nền đất cao phù hợp cho việc xây dựng các khu nhà ở cao tầng và giá rẻ cho người lao động, vì nền móng vững chắc, chi phí xây dựng thấp. Ông Sơn cũng lo ngại khi phát triển các khu đô thị và cảng biển ở Cần Giờ, nếu lấy đường rừng sắt là trục đường chính thì sẽ phá hỏng khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Hiện nay, Cần Giờ vẫn phải ưu tiên là khu dự trữ sinh quyển. Mọi sự phát triển ở đây phải đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu. Lãi suất liên tục giảm, người dân vẫn dồn tiền gửi vào ngân hàng. Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm nay, số tiền gửi tiết kiệm của người dân trong hệ thống ngân hàng đã đạt hơn 6.449 triệu tỷ đồng, tăng 9,95% so với cuối năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc trong 13 tháng liên tiếp, lượng tiền gửi của người dân tiếp tục tăng lên. So với cuối tháng 8, số tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng thêm 15.935 tỷ đồng và so với cuối năm 2022, tăng thêm 583.494 tỷ đồng. Đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9, số tiền này đạt hơn 6,23 triệu tỷ đồng, tăng đột biến tới 217.353 tỷ đồng so với cuối tháng 8. Tiền gửi tiết kiệm của người dân và tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng trong bối cảnh lãi suất tiền gửi liên tục giảm và đã chạm đáy. Các chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế trong nước. Các nơi đầu tư bất động sản, vàng, chứng khoán có nhiều rủi ro. Do vậy, để bảo đảm tài sản, người dân chọn gửi tiền vào ngân hàng. Đây được xem là nơi giữ tiền an toàn và vẫn sinh lời dù lãi suất tiền gửi liên tục giảm kể từ tháng 3 năm nay trở lại đây. Đường Đồng Khởi ở Sài Gòn vào trong danh sách bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới. Cushman & Wakefield vừa phát hành ấn bản thứ 33 của báo cáo đại lộ bán lẻ trên thế giới. Trong đó, nghiên cứu giá thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp ở tại các thành phố trọng điểm ở trên toàn cầu.
Theo đó, đại lộ số 5 của New York vẫn giữ được vị trí hàng đầu là điểm đến bán lẻ đắt đỏ nhất của thế giới, mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng giá thuê không đổi so với cùng kỳ năm trước. Via Monte Napoleone của Milan nhảy lên trên vị trí thứ 2, vượt qua kim sao chổi của Hồng Kông, tụt xuống hàng thứ 3. Phố Newborn ở London và Avenue des Champs-Élysées ở Paris lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 5. Động lực lớn nhất là khu phố İstiklal ở Istanbul, tăng từ vị trí thứ 31 lên đến thứ 20 do lạm phát, khiến cho giá thuê tăng hơn gấp đôi trong năm qua và khiến cho Suria KLCC của Kuala Lumpur bị loại ra khỏi top 20. Điều đáng chú ý đó là đường đồng khởi của Sài Gòn cũng tăng được một bậc lên đến là hạng 13. Báo cáo tập trung vào giá thuê trung bình ở tại các vị trí bán lẻ trong khu vực đô thị đẳng cấp nhất trên thế giới. Trong đó, nhiều trường hợp là các cửa hàng bán đồ xa xỉ. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Giật bóp ở Costco, nạn nhân bị kéo lê, chấn thương nặng. Một phụ nữ bị chấn thương trong tình trạng nguy kịch sau khi bị giật bóp rồi xe của kẻ cướp kéo lê trong bãi đậu xe ở Costco ở City of Industry. Vụ án xảy ra bên ngoài cửa hàng Costco lúc 6 giờ 40 phút chiều Chủ nhật 26 tháng 11. Sở Cảnh sát quận Los Angeles LASD cho hay, nạn nhân 26 tuổi đang chất hàng mới mua lên xe thì một chiếc xe khác đi tới. Cảnh sát cho biết, một nghi can nhảy ra khỏi xe và tìm cách giật bóp của nạn nhân. Nạn nhân níu chặt lấy bóp của mình và bị kéo lê 50 yard ra tới đường Hanover Road rồi bị rớt lại. Cô được đưa tới bệnh viện Pomona Valley Hospital với chấn thương ở đầu, tuy trong tình trạng nguy hiểm nhưng có thể không thiệt mạng. Có hai nghi can trong vụ cướp này. Chiếc xe bọn cướp lái hiệu Infiniti QX60 màu sậm. Hai nghi can có thể cũng đã xâm nhập trộm đồ của một chiếc xe khác trong cùng bãi đậu xe trước khi xảy ra vụ cướp bóp, tuy cảnh sát chưa đưa ra chi tiết. Hàng trăm ngàn gia đình khó khăn ở quận Cam thiếu thực phẩm sau thời đại dịch. Theo báo mạng Voice of OC, trợ cấp thực phẩm được tăng cường trong thời đại dịch, nhưng sau đó lại bị giảm lại sau đại dịch. Và thời điểm cuối năm là lúc mà nhiều người dân cần thức ăn nhất. Bà Claudia Keller, Tổng Giám đốc của Ngân hàng Thực phẩm Second Harvest Food Bank OC, cho biết là số người cần thực phẩm gia tăng là do tình trạng lạm phát giá thực phẩm và do các khoản trợ cấp thực phẩm và các phúc lợi khác đã bị cắt. Ông Mark Lowry, giám đốc của OC Food Bank, cho biết các khoản trợ cấp và phúc lợi được tăng cường trong thời đại dịch đã giúp làm giảm đi tình trạng thiếu thực phẩm, giảm đi số trẻ em bị đói nghèo ở quận Cam. Ông cho rằng tình trạng đói nghèo đó sẽ quay trở lại sau khi nguồn trợ cấp bị cắt giảm. Liên đoàn OC Hunger Alliance ở Orange County cho biết tỷ lệ thiếu thực phẩm ở quận hạt đang ở khoảng 13.7%. Con số này cao hơn nhiều so với mức là 8.5% của năm 2018. Thống kê dân số cho thấy quận Cam có khoảng 3.2 triệu dân nên vấn đề thiếu thực phẩm là rất đáng lo ngại. Không chỉ ở quận Cam mà tình trạng thiếu thốn thực phẩm cũng đang gia tăng ở trên toàn nước Mỹ. Bộ Nông nghiệp đã đưa ra nghiên cứu cho thấy trong tháng 10 vừa qua có 17 triệu gia đình trên toàn đất nước, tức là khoảng 13% không nhận được thực phẩm. Số liệu của California cũng cho thấy có đến 90% học sinh thuộc về gia đình lao động nghèo khó ở tại các thành phố như là Santa Ana, Anaheim và Orange. Ông Lowry cho biết, để giảm được số người thiếu thực phẩm ở Orange County, chính phủ nên can thiệp như là trong thời kỳ đại dịch COVID-19, vì các ngân hàng thực phẩm không thể nào tự làm được hết mọi thứ. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Công nhân xe tải thực phẩm ở Los Angeles đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt. Những chiếc xe tải bán thực phẩm tại Los Angeles là một phần văn hóa của thành phố này. Tuy nhiên, những người làm việc bên trong những chiếc xe nóng bức đang phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh liên quan do nền nhiệt độ cao và vẫn chưa có giải pháp để giúp đỡ họ. Một nghiên cứu mới của Trường Đại học California tại Los Angeles, UCLA, đã cho thấy nguy cơ mắc bệnh cao của những người bán thực phẩm trên xe tải, tức food trucks, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời ôn hòa. Nhóm nghiên cứu đã phân tích 5 xe chở thực phẩm ở Los Angeles để xác định những rủi ro mà công nhân phải đối mặt do nhiệt độ cao bên trong của những chiếc xe. Tuy nhiên, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, nhiệt độ gần lò nướng của xe tải thực phẩm vẫn rất nóng, gấp nhiều lần so với phần còn lại của chiếc xe và duy trì ở mức cao đó trong nhiều giờ, rất lâu sau khi mặt trời lặn và nhiệt độ ngoài trời giảm xuống.
Trong số công nhân được phỏng vấn trong cuộc nghiên cứu, một số người cho biết họ bị chảy máu cam, nhức đầu, chóng mặt, khó chịu, mất nước, buồn nôn và nôn ói khi làm việc trên xe tải. Một giải pháp được đưa ra để giúp cải thiện tình hình đó là làm cho môi trường bên trong xe thực phẩm mát hơn. Nhưng các nhà nghiên cứu của trường Đại học California cho biết điều đó không dễ dàng. Các nhà nghiên cứu của UCLA đã đề nghị quận Los Angeles cần xem xét lại các thông số dành cho xe tải chở thực phẩm với mục đích bảo đảm luồng không khí tốt hơn trên xe mà không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Các nhà nghiên cứu cho biết cần phải đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa an toàn thực phẩm và an toàn của người lao động. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.